Đến với chương trình Vầng Trăng của em. Cảm ơn tiết mục múa rất đẹp mắt của các bạn đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội. Các em ơi, âm thanh trong trẻo của giọt nước rơi trên lá, tiếng ếch râm ran trong hồ, tiếng lá cây xào xạc trong âm nhạc thực sự đã gợi nhớ những cảm xúc dịu dàng của ngày bé thơ. Nhớ hơn thêm những lời ru của bà, của mẹ, tiếng chim ríu rít gọi bầy hay tiếng gà gáy lúc tinh mơ, gà mẹ cục tác dạy đàn con kiếm mồi. Đó chính là những cảm xúc đến từ âm nhạc đã được các bạn thể hiện rất xuất sắc trong tiết mục mở đầu ngày hôm nay. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với phần tạo hình. Các bạn nhỏ có tò mò sản phẩm ngày hôm nay là gì không? Nào, Vừng ơi, mở cửa ra thôi! Xin chào các bạn nhỏ! Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Thu Hương, cô đến từ hệ thống trường mầm non Bright Moon. Đồng hành cùng với cô ngày hôm nay có bạn Nguyễn Hoàng Minh và bạn Nguyễn Ngọc Minh. Hôm nay cô Hương sẽ hướng dẫn các con làm bức tranh 3D chú nhím. Nguyên liệu gồm có giấy màu, giấy bìa màu trắng, kéo, bút chì, bút dạ, hồ dán và màu sáp. Các bạn nhỏ ơi, đây là bức tranh đã phác họa chú nhím. Do chú nhím khó vẽ nên cô Hương đã phác họa sẵn hình chú nhím lên giấy. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng mình là sẽ sử dụng bút dạ để tô nét của chú nhím. Sẽ sử dụng màu sáp để tô thân của chú nhím. Thank you.
Vậy là cô đã tô xong bức tranh chú nhím của mình rồi. Để chú nhím thêm sinh động, cô sẽ sử dụng giấy bìa màu để làm lông của chú nhím. Cô gập đôi giấy bìa màu lại. Cô dùng bút chì để vẽ các đường rích rắc hình tam giác. Cô dùng kéo để cắt các đường rích rắc vừa vẽ. Tương tự như vậy, cô sẽ cắt nhiều lông nhím màu sắc khác nhau. Sau khi cắt xong, cô sẽ gập chéo hai hình lại với nhau để tạo thành hình lông nhím. Bây giờ cô sẽ sử dụng hồ dán để dán lông của chú nhím lên hình chú nhím vừa vẽ nhé. Các bạn ơi, vậy là cô đã trang trí xong chú nhím của mình rồi đấy. Các bạn có thấy chú nhím của cô có đáng yêu và ngộ nghĩnh không nào? Cô Hương chúc các con sẽ có thật nhiều những sản phẩm sáng tạo và đáng yêu hơn nữa nhé. Bây giờ chúng mình cùng nhìn lại sản phẩm của cô. Có thấy bức tranh 3D chú nhím thú vị không nào? Hãy làm ngay và khoe với mọi người thành quả ngày hôm nay nhé! À mà trong lúc ngồi dán những chiếc lông nhím một cách tỉ mỉ thì các em có thể lắng nghe một câu chuyện rất ngắn của chị Ánh Trăng không nhỉ? Chắc là không bạn nào từ chối đúng không? Bởi vì câu chuyện ngày hôm nay khá là ý nghĩa đấy! Các em hãy theo dõi ngay sau đây nhé!
cây cổ thụ như một chiếc dù lớn màu xanh, cao ơi là cao. Các bạn chim sẻ đang ríu rít cất cao tiếng hát, chích chích chích. Chim ơi, tớ cũng muốn trèo lên cây để chơi cùng các bạn. Mèo vàng nói. Không được đâu, không được đâu. Bạn ơi, nguy hiểm lắm. Nhưng mèo chẳng chịu nghe lời bạn sẻ, vẫn bướng bỉnh trèo lên. Leo đến ngọn cây rồi, nhưng không biết làm thế nào để xuống đất. Mèo vàng sợ quá, khóc hu hu. Mẹ ơi! Mèo mẹ nghe thấy tiếng con gọi, liền nhờ anh hươu cao cổ đến giúp. Anh hươu vươn chiếc cổ dài ra và nói, mèo ơi, em mau trèo lên cổ anh đi. Hươu cao cổ chỉ cần cúi đầu xuống là đưa mèo xuống đất rồi. Anh hươu giỏi quá. Có rất nhiều bé trai cũng thích leo trèo giống như nhân vật bạn mèo vàng trong câu chuyện. Bể nước, bức tường thấp hay cây cối đều là những thứ mà các bạn trai hay ưa thử sức. Nhưng thực ra thì nhiều bạn còn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm đâu. Khi trèo cao chẳng may bị ngã xuống thì chúng ta có thể bị thương và thậm chí là gãy tay, gãy chân đấy các em ạ. Vì vậy, câu chuyện tuy rất ngắn nhưng lại có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta nên chú ý an toàn, không nên leo trèo nhé. Tiếp theo, chị Ánh Trang xin giới thiệu một bộ sưu tập thời trang cực kỳ cá tính do các bạn đến từ Trung tâm Nghệ thuật Sao Tài Năng biểu diễn. Chúng ta hãy cùng xem thôi nào! We'll be right back.
Cảm ơn nhóm mẫu nhí với những bộ trang phục rất phong cách và ấn tượng. Tuy những trang phục thể hiện nét cá tính nhưng chị nghĩ là tính ứng dụng trong thực tế cũng không hề nhỏ. Chúng mình có thể mặc khi đi chơi này, đi chụp ảnh hoặc là tham gia vào lễ hội Halloween sắp tới chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta cũng hãy luôn nhớ một điều, mặc đẹp là mặc phù hợp với hoàn cảnh nhé. Nào, giờ chúng mình hãy cùng đến với tiết mục cuối của chương trình ngày hôm nay thôi. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vun tay và tiêu từng ấy lên cao vời, để một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng râm chờ che cả con đường, ai rồi cũng bước qua cuộc đời, để lại những hành trang ở đây thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới. Mầm xanh cho cuộc đời, rồi tương lai mầm xanh kia sẽ lớn lên thành cây cao, tỏa bóng râm che những con đường. Một hành động rất ý nghĩa phải không nào? Và một ý nghĩa to lớn hơn là hãy thường xuyên làm những việc tốt. Điều đó sẽ lan tỏa những hành động đẹp trên thế giới này. Đây cũng là lời kết của chương trình ngày hôm nay. Chị Ánh Trăng xin chào và gặp lại chúng mình trong những chương trình lần sau nhé. Còn bây giờ, tạm biệt!